Chào các bạn, hôm nay mình test thử cái camera Imo. Camera này là F42D nhé. Chất lượng hình ảnh theo như nhà quảng cáo là 2K. Đó, hình ảnh cũng rất là sắc nét nhé. Tầm này là vào buổi trưa đấy, hơn 12 giờ. Thời tiết cũng rất là đẹp. Để mình xem cái loại này nó là ký hiệu cái loại này. Camera nào nhá. Loại này là loại F42 FE đi. Loại này trước mình mua cũng chưa đến 1 triệu. Chất lượng hình ảnh cũng tạm được. Hình ảnh nhìn sắc nét nha, nhưng mà khi mà các bạn chụp ảnh mà các bạn zoom lên cái biển số xe thì nó cũng không được rõ cho lắm đâu các bạn ạ. Nó phải cự ly gần thì phải rõ được nhá. Đâu cái cự ly xa như ở cái đằng phần cổng như thế này nó sẽ rất là khó hơn đấy. Theo mình nhận xét là camera này cũng chất lượng hình ảnh cũng tạm được.